cùng theo chân em đi làm xem một ngày của em đi làm như nào nha các bác ơi. Đấy, 4 giờ sáng là anh em có mặt tại công ty để chuẩn bị lên đường đấy. Nhìn hớn hở chưa? Đấy, lên xe cái vẫn rôm rả lắm. Đấy, những khuôn mặt buồn ngủ này rất là rôm rả đấy. Đi được một lúc bình minh ló dạng là thôi. Quay lại nhìn, trời ơi anh em nhà tôi sập nguồn luôn, trời ơi, ngủ hết. Đấy, xong là phải ăn phải không? Ăn trước khi đi làm. Đấy, ăn bánh mì. Đấy, đến Vũng Tàu rồi, đấy đẹp chưa, nhìn lung linh chưa. Đấy, đến nơi là gì? Chuẩn bị đồ nghề phải không? Đấy, mang đồ nghề ra. Đấy, chuẩn bị set up cho cái buổi quay của em ngày hôm nay ở đây. Đấy, mấy anh cameraman rồi các kiểu đấy, đạo diễn hình ảnh. Sau đấy là gì? Cúng máy, đấy. Đi làm là lúc nào phải cúng máy nha các bác. Không cúng là hơi mệt đấy. Rồi, cúng xong bắt đầu quay. À, em quay cái bếp trước, không có đầu bếp múa ầm ầm cả. Đấy, ông này ông nói này. Còn mấy cái len đó 40 triệu á, mày cầm thấy nó khoảng 40 triệu à. Ui sợ chưa, ông đạo diễn ông nói kinh chưa. Đấy, ông ghê lắm. Thì ông em sợ lắm thì em lại phải vào phụ mọi người đấy. Đấy, nắng chang chang cho nên là phải có người che cho cái ông đấy. Đang quay, trời đang nắng thì bắt đầu đây này. Ui dồi ôi, ông trời thương nhá, ông trời thương đoàn nhá. Trời được, ui, nhìn trời này xem. Chết thôi. Đúng là cuộc sống ngoài biển khơi này không phải đơn giản các bạn. Đấy, động tí thì trời đen kịt, nhìn như là tận thế, sợ chết được, thấy chưa? Đấy, cái điều gì đến nó cũng sẽ đến được các bác ạ. Đấy, mưa quá, đây là mưa ơi là mưa, anh em lại chuyển vào trong nhà để quay. Đấy, mang đồ ăn ra quay. Đó, mưa ngớt một cái là phải lôi nhau ra quay ngay, không là hết nắng chiều phải không? Hoàng hôn đấy, đấy. Ướt máy cũng phải chịu, phải quay cho xong, chứ không thì lại chết. Che cho diễn viên thế, giờ này là ekip máy móc ướt hết cũng phải chịu. Đấy, một ngày đi làm của em như thế đấy các bác ạ. Trời ơi đấy, không phải đơn giản đâu phải không? Làm nghề này cực lắm đấy, các bác ủng hộ em lần sau em ra clip tiếp nhá.